Rồi, tiếp tục buổi chiều của em ngày hôm nay anh chị nha. Bữa nay là ngày 25 tây tháng 12 anh chị nha. Đó. Nói chung là có cũ có máu cho anh chị mình nha anh chị nha. Đó. Bữa nay em lên cũng 9 con 10 con anh chị nha. Đó. Chị mình xem kỹ những cái mẫu bò em quay cho anh chị mình cặn kẽ, anh chị thích mẫu nào cứ nhắc máy liên lạc liền với em anh chị. Giá bò rất nấu cho anh chị nha. Đó. Khung này con đen đầu tiên, đen là nó lỏ đuôi nè, lườn trắng nè anh chị nha, 1m05. Làm đôi giữa lưng nha anh chị. À, có thể hơn nha anh chị, mà tính đến 1m05 ha. Con này 1m06, 1m07 nha anh chị, con bông búi tiêu. Đó. Con này thì tháng tuổi nó cũng ngang ngang với con này anh chị. Đó, ngang ngang nhau anh chị nha. Đó. Bò thì tất cả hoàn thiện anh chị nha. Chân nè, móng nè. Dái thì hai hòn đủ nha anh chị nha. Đó, nè. Có con này nè chị, con này đầu tiên vô thì ở dưới sau mông đó nha anh chị, nó có vài một viêm da mà hồi nhỏ nó lành rồi nha anh chị nha. Đó. Thì nói chung nó lành, nó lành hết nha anh chị, có thẹo thôi nha, tại vì mình quay cho nó cận kẽ cho anh chị mình dễ hình dung được con bò anh chị nha. Đó, ví dụ như có cái gì thì mình phải thông báo cho người ta anh chị ha. Đó, này không, cái thẹo thôi nha anh chị, đó, quay cho nó dễ cho mình. Đó, có mấy một đi tiêu anh chị thấy không? Đó, rồi còn ngoài ra thì hoàn thiện anh chị, nó là lưng đâu nha anh chị nha, đó, lưng đâu nha. Khung tháng thì phải từ 5 đến 6 tháng anh chị nha. Khung này từ 5 đến 6 tháng nha. Đó, rất là mềm bò anh chị. Con này rất là đều bò anh chị nha. Đều bò. Hai con đầu tiên nha anh chị. Hai con đầu tiên chốt giá nhanh gọn lẹ cho cô chú anh chị luôn. 27.500 giá chốt nha anh chị. Bao phí cho mình gần nha, tầm 30 cây số anh chị. Chị nghe kỹ nhắc má lôi coi nha. Đùi mông thì ú lu anh chị nha. Đó. Nè, cái lưng đó nè. Ở cái lưng con bông anh chị. Bò nó cứng bò anh chị nha. Ra coi. Vàng mông cô chú anh chị không? Cơ đít đùi ngắn múi anh chị nha. Đó. 27.500 cho cặp đầu tiên nha anh chị nha. Chốt nhanh gọn lại cho cô chú anh chị mình về nuôi nó mau sinh lời nha anh chị nha. Đó. Cặp bò này rất đẹp nha anh chị. Đó, cô chú anh chị mình thích thì cứ nhắc máy liền giúp em nha. Đó. Địa chỉ của em là trại bò Bãi An nha anh chị, trại bò Bãi An ha, cầu vượt gần cầu vượt Củ Chi anh chị nha. Đó. Khu phố 6 nè, tổ 7 khu phố 6 thị trấn Củ Chi anh chị. Anh chị mà dù mình gõ vô cái vị trí trại bò của em là vô ngay trại bò em anh chị nha. Đó. Còn rất là lực nha anh chị, đùi lưng dai cổ anh chị ha, rất là đều bò ha. Đó. Rồi buổi chiều hai cha chá nắng anh chị, hai cha chá nắng nha. Đứng bên này thì dễ dòm anh chị thấy không? Dòm không? Em nhắc lại nha, con này là 1m05 nha anh chị, con kia là 1m06, 1m07 nha, con bông anh chị nha. Đó, cao thấp thì con kia nó mười, con này chín nha anh chị nha. Vàng xương anh chị thấy không? Vàng xương nó hơn con muối tiêu luôn anh chị, nó hơn con bông luôn. 27.500 nha anh chị. Đó. Rồi tiếp tục cặp kế anh chị, cặp kế này. Con này có thể là nó nằm khoảng 7 tháng trở lên anh chị. Đó, con này thì cỡ trên 6 tháng anh chị nha. Đó, hai con này thì nói chung mỗi con nó hai con này khác kiểu nha anh chị. Anh chị có thích các cặp này thì tìm bắt nha. Nhưng mà hai con này thì dạng xương con nào. Con này thì nó ngay mẹ cọp, để cọp anh chị. Đó, mẹ cọp nha, mẹ cọp để đó nha anh chị. Đó. Con này 3B là mẹ xi, mẹ cọp để ra anh chị không? Đó, dạng mông anh chị. Ở chung mẫu này cứng bò anh chị, bò dằn lưng nó này cứng chưa. Nói chung mấy cái mẫu mà mẹ cọp với mẹ kem đẻ ra với rách ma đẻ ra anh chị, nó xương rất là lớn anh chị, vai rất là hở luôn anh chị. Chị có xài những bò này thì mẫu này thì biết rồi ha. Đó. Dằn mông độ cơ đứt ngắn múi anh chị nha, có điều không có pin lực thôi. Đó, thì nói chung nó về nó nấu tiền cho cô chú anh chị mình nha. Đó, đích thì cơ ngắn múi nha anh chị, thấy không? Đó. Đích thì uống luôn nha anh chị. Đó. Xương thì khỏi phải bàn anh chị con này nè. Đó, dàn xương thì khỏi phải bàn con này anh chị nha. Đó, cái la miệng này rất là dễ ăn luôn chị. Đó, với con này anh chị. Đó, con này thì mẫu bò bản F1 ha. Con kia mẫu bản F2. F2 là những cái khung bò mẹ lớn con này ra anh chị. Đó. Con này xương đòn rất là lớn anh chị nha. Mẫu xương đòn rất là lớn luôn. Đó, cặp số 2 này mét mốt cứng luôn nha anh chị.
Giá sáng cho cô chú anh chị mình luôn nha, 31.500 cho cặp số 2 anh chị. Đó, cặp số 2 nha. 31.500 anh chị. Con này hết cái đòn rồi chị. Đòn mà nó bắt từ dần trung đầu anh chị ra tới lần sau, con này mình nữa mập anh chị mình giờ mới thấy nó phẳng lừ luôn anh chị nha. Nữa mà nó mập lên lít nhìn chị mình dòm thấy cái đòn nó dài sọc vậy nha. Nó còn ra dần chân này chị thấy không? Nó chân móng ok thế nè. Nó chân móng đồ hoàn thiện anh chị. Cái gối nó là nó tại vì nó ở chuột kia là chuột người ta anh chị, nó có sỏi á, nó không có liền á, nó quỳ gối nằm biết mà nó lả đồ gối anh chị, tóc không lông gối hết. Đó, còn ngoài ra thì hoàn thiện vậy nha. Con kế này anh chị thấy không, vàng mông đùi đóng sâu anh chị. Khung này thì nó lớn, rất là lớn con anh chị nha. Đó, khung rất là lớn con luôn. Đó, anh chị mình có xài bò mà nuôi dạng mà khung cái hậu đường dài chọn con này anh chị. Đó, con này nửa khung rất là lớn anh chị nha. 31.500 cho cặp số 2 anh chị nha. Đó, em còn một lô con này nữa nha anh chị nha. Đó, anh chị mình cứ xem tiếp tục xem anh chị nha. Đó, rồi hai cặp đầu tiên anh chị. Rồi cặp số số 3. Đó. Thì em báo từng cặp anh chị nha. Cặp đầu là 27.500, cặp số 2 là 31.500 nha anh chị nha. Đó, mỗi cặp thì bao phí cho mình 30 cây số nha. Đó, anh chị cứ nghe kỹ nha. Rồi, cặp số 3 là cặp hú tiêu. Hai con rất đồng thanh đồng thủ luôn anh chị, thấy không? Đó, đùi mông con nào nó u luôn anh chị. Con này thì cái bản mông bự hơn chị. Đó. Lưng con nào nó chè bè anh chị. Con này thì ngay 10 cái dạng mà nó cứng tháng anh chị. Đó, con này 10, con này 9. Đó, lưng này cô chú anh chị thấy. Đó, hai cái lưng này thấy không? Hai con này đều bông muối tiêu. Đều muối tiêu anh chị, bông muối tiêu nha. Đó, bông lườn nè. Muối tiêu toàn thân hết nha anh chị. Đó, con này thì nói chung không có tấm anh chị nha. Không có tấm thì nó nhìn nó dơ anh chị. Đó, tại thời tiết nghe sáng mai nó lạnh anh chị nên em ít có tắm lắm. Chiều cũng không có tắm đó anh chị. Chiều thả luôn bay luôn không tắm. Đó, cho ăn uống giống nước vậy anh chị nha. Đó. Bò này anh chị ăn khô hay là ăn sạch thì ăn hết nha anh chị. Đó. Rất là dễ ăn ha. Đó. Chân móng vuông vái đều hoàn thiện nha anh chị nha. Rất là đẹp nha anh chị. Đó, càng mong chú anh chị thấy không? Khung này trên 7 tháng anh chị nha. Mông con nào này u lu anh chị. Để em quay xong báo cái giá cho mình luôn anh chị. Chuồng sóc chân cẳng đồ hoàn thiện hết nha anh chị nha. Đó. Rồi, cặp kế tiếp luôn, chốt lẻ cho cô chú anh chị luôn. 31.500 luôn nha anh chị. Đó, 31.500 luôn nha. Đó, là cặp kế tiếp anh chị. Đó, đùi mông anh chị thấy không? Bò này nói chung đo khoảng gần cái sái nha anh chị. Gần cái sái nó là 1 mét, thiếu đủ 1 mét, mà đo giữa lưng là 1 mét có dư nha anh chị. Thì em báo chính xác cho mình nha. Nhiều con cái sái đóng gần cái bờ vai anh chị. Cái bờ vai vậy nó hơn hõm hơn ta nha. Đó. Thì anh chị cứ coi kỹ thì còn đo giữa lưng thì là khác nha anh chị. Đó. Đo giữa lưng hai con này là 1 mét cứng có thể dư nha chị nha. Đó. Đó, còn bò ăn uống thì hoàn thiện anh chị, chân móng đồ hoàn thiện hết nha. Đó. Nè. Dàn dái nè chị, dái đồ vuông hai hồn anh chị. Đi. Đây coi. Nó lưng nè chị thấy không? Lưng con kia nó hở hơn chị. Đó. Con kia hở lưng hơn. Đó, cặp kế tiếp anh chị. Ủa, giờ cháo nắng dữ vậy ta. Cặp kế tiếp này em báo cái giá chung chung luôn chị, hai con đen này nha. Hai cái con đen này tháng tuổi nó cũng cỡ như bò kia anh chị nha. Ủa, xấu dữ vậy. Đó. Hai con đen này báo chung với con đen lan kìa. Con đen lan nó là bản cái bản F2 mà xương lớn nha anh chị, xương lớn đòn già anh chị. Đó. Khung đó nữa rất là bự bò anh chị. Con đó nữa đứng bò nhất anh chị con đó đó. Để em quay trước anh chị nha. Đó. Thì hai con đen này với con đen lan này em báo chế chung nha anh chị nha, bộ ba nha. Đó, giá sát luôn cô chú anh chị. Ồ, con vàng xương đó cô chú anh chị thấy không? Đó, vàng xương rất là lớn anh chị.
Dạ, xương đòn khỏi chê con này anh chị. Ăn uống mình nay rất là dễ ăn luôn chị. Dàn dàn mông nó cứ chị thấy không? Dàn bờ da nó rất là lớn nha anh chị. Nó rất là lớn nha, bò nó thiếu luôn nha anh chị. Bò này cho em chích thuốc đầy đủ anh chị, mình về khỏi chích gì anh chị. Về mình có chích ngừa gì chích nha, chứ còn ngoài ra sổ lãi ha, chú trùng máu mình chích đầy đủ luôn chú chị mình hết. Khỏi chích nữa nha. Đó, đòn dốc khá dài, xương lớn nha của chú chị. Đó. Đó, xương rất là lớn nha. Ôi buổi chiều nắng cháy vô. Ồ con này nó tắm tắm ra rất là đẹp nha chị. Đó, con này đùa mông lớn nha chú chú chị thấy không? Đó. Thù cái dạng mông của chú vậy rất là lớn nha anh chị. Được, chả quá không phải che nó ngoài mốt anh chị, nó mét 12-13 bò anh chị con này nè. Nó dạng mông của chú anh chị không, cơ đứt ngắn mối anh chị. Bò này dạng bò thiếu nuôi nha đó, bò thiếu nuôi nha cô chú anh chị. Đó, báo chung với là hai con đen nha anh chị nha. Đó, hai đen là chung. Tháng tuổi như nhau anh chị. Đó, cái tháng tuổi như nhau hết á. Giờ chá chá nắng quá trời. Đó cô chú anh chị mình, nó sáng sáng mình dễ dòm luôn anh chị nha. Con này nó hơi u sừng anh chị. Đó. Ừ, cô chú anh chị một cái hình dung cho em nha. Đó. Xương sóc con nào cũng lớn nha anh chị. Đó, con nào cũng lớn nha. Đó. Rồi cái bộ ba này em báo cho giá cho cô chú anh chị mình giá sát luôn nha, cái bộ ba nha anh chị. Đi, đi rồi. Bộ ba nha, đó. Đó. Cô chú anh chị coi kỹ đi, em báo giá sát cho mình luôn nha. Đó, bộ ba anh chị nha. Đó, bộ ba. Đó. Quá là chả luôn. Hai cái con này là tầm 1m1 bò nha anh chị. Đó, hang đen nha, 1m1 bò nha anh chị nha. Đó, cô chú anh chị con kể đi. Rồi, báo xét cho mình luôn nha anh chị nha. Ba con này là giá 41.500 nha anh chị. Đó, giá sát luôn nha anh chị. 41.500 nha anh chị nha. Đó anh chị cứ coi kỹ nha anh chị nha. Đó. Coi kỹ nhắc máy alo em ba con bò này nha anh chị. Giá rất là nở ba con này nha anh chị nha. Đó. Không có còn giá nào rẻ hơn nữa nha anh chị nha. Đó. Riêng ba con này thì bao phí cho anh chị mình tầm khoảng cũng cỡ 30-40 cây nha anh chị nha. Đó, báo giá sát sát cho anh chị hình dung anh chị. Đó. Đúng tháng anh chị tầm ba con này là 7 tháng nữa lên nha anh chị. Đó. Nè. Con này dễ thấy. Đó, cái dạng mông chị thấy không? Đó, mông đùi cơ ngắn múi nha anh chị. Đó. Hang này anh chị, lông da mỏng tăng nha, hang đen nha anh chị nha. Đó, lông da mỏng tăng nha. Đó, cái giá đưa ra là giá sát nha anh chị nha. Còn anh chị nào ở xa xa hơn thì cứ phụ phí tiền xe giúp em nha. Đó, đó còn riêng ba con này thì báo giá cho mình vậy nha, 41.500 nha anh chị nha. Đó, em bán chung chung bộ ba nha anh chị. Thằng lưng con chú thì không? Lông da những mức mỏng tăng. Đó. Ăn chá chá nắng mặt trời chút xíu. Con này vì sao bự rất là lớn nha anh chị. Đó, cô chú anh chị có nuôi con hai này rồi biết nè, trời ơi. Nó độ ra khỏi nấu luôn anh chị ơi. Đó, tại giờ nó tầm dẻo dẻo có giá tiền rẻ rẻ anh chị. Đó. Chứ không còn cái giá nào để rẻ hơn đâu anh chị nha. Đó, tầm con này. Đó, anh chị mình tính ra chạy nhưng con có con có 14, có con có 13 mấy anh chị. Đó, anh chị tính thử có phải không? Cái giá ba con này có 41.500 nha anh chị. Đó, lưng nữa nè. Ba con này thì rất là dễ ăn nha anh chị. Đó, rất là dễ ăn nha, có cám với sắc mì anh chị. Đổ vô trộn chung cái mình chế nước sạch vô nó ăn ăn no anh chị. Đó. Chán quá. Em quay qua đây cái. Đó, anh chị thấy không? Đó, đít ngắn muối anh chị thấy không? Có đít ngắn muối anh chị thấy không? Đó. Cái chung bò này thì nó không có được độ thì nó giá tiền rẻ hơn anh chị, mà nuôi 3B dòng thiếu 3B anh chị cứ nuôi cho em thúc cứ lựa cám nào nó mau lớn nó mau mập anh chị thì mình nuôi nó ra bò nó cũng như vậy anh chị. Đó. Bò gì đâu có phải đẹp xấu hay là gì hay là đẹp anh chị, thua mình nuôi con bò nó
nó xấu mà mình nuôi nó mọc lên cũng như nó khác người ta nha anh chị. Đó, để em che bớt sơn nắng anh chị không, rất là kéo nha anh chị nha. Đó, dàn chân con nào cũng thẳng nha, thẳng đường nha anh chị nha. Đó, đầu quay thì chán lắm, tại này có chút cột đỡ bên này, anh chị còn lại giúp em nha. Đó, bộ ba anh chị nha, hai con đen với con đen lan nha anh chị nha, giá 41,5 triệu nha anh chị nha. Đó, con này là ăn nè anh chị, rất là dễ ăn luôn nha. Lưng nè anh chị ha, đâu phải là lưng mà ốm đâu nha anh chị. Đó, hai con đen này phải lưng ốm nha. Đó, có con đen lan kia thì hơi ốm chút xíu nha anh chị, thì giá rẻ nha anh chị nha. Đó, cô chú anh chị mình ở gần xa cứ thích cái cặp nào cũng nhắc máy alo nha. Em còn bò lỡ ngoài kia nha anh chị, anh chị cứ cần bò lỡ thì cứ kết bạn giao số Zalo với em nha anh chị nha, em gửi cho mình coi cho dễ nha anh chị. Đó, em còn ngoài chạy như cũng cỡ 7-8 bò lỡ, có chục bò lỡ nha anh chị. Đó, đâu buổi chiều hôm nay anh chị thấy cái mẫu nào cứ thích cứ nhắc máy alo nha. Đó, rất là khéo bò anh chị nha. Đó, có cô chú anh chị còn lại giúp em nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị video ngày mai nha anh chị. Đó, ngày mai có về bò mới em lên cho cô chú anh chị mình nha. Giờ đi gom bò anh chị đó. Có cô chú anh chị mình thấy những cái mẫu nào cứ nó cứng tháng gì, tầm đến cứng tháng thì mình bắt những con này mình nuôi nó cũng lại ngon anh chị nha. Đó, cám lớn mình khỏi tập anh chị. Đó, còn những cái con bò mà non anh chị, mình bắt về mình tập cám rồi nó cực nha anh chị nha. Đó, thì nó rõ bò đó anh chị nha. Đó, còn cái này là về khỏi tập anh chị, ăn uống ngon là thế nè. Rồi, chào cô chú anh chị mình nha.